Chào mừng các bạn học sinh lớp 4 thân mến đến với tiết đọc tuần 14 bài Chú Đất Nung. Ở tuần 14, chúng ta sẽ đến với chủ điểm tiếng sáo diều. Ở chủ điểm này, các bạn sẽ được vào thế giới vui chơi của trẻ em. Trong tiết học mở đầu chủ điểm, các bạn sẽ được làm quen với các nhân vật đồ chơi trong câu chuyện Chú Đất Nung. Đầu tiên, thầy xin mời các bạn đọc lớn bài đọc Chú Đất Nung. Theo các bạn, bài đọc này chúng ta có thể chia làm mấy đoạn? Bài đọc hôm nay của chúng ta được chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến chăn trâu. Đoạn thứ hai, từ cu chắc cất đồ chơi cho đến cái lọ thủy tinh. Và đoạn 3 là đoạn còn lại. Các bạn hãy dùng bút đánh dấu vô sách nhé. Sau khi chia đoạn, chúng ta cùng nhau tiến đến phần luyện đọc. Trên bảng, thầy có các từ ngữ cần luyện đọc. Các bạn hãy nghe thầy đọc mẫu và cùng nhau nhắc lại nhé. Chăn trâu, nắp tráp, phàn nàn, khoan khoái, nóng ráp. Dưới đây là những câu dài, các bạn lưu ý để chúng ta khi đọc ngắt nghỉ cho đúng. Ở bài đọc này, chúng ta cần đọc với giọng hồn nhiên, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. Rất bảnh, thật đoản, bệnh hết, ấm, khoan khoái, nóng rát, lùi lại, nhát thế, dám xông pha, nung thì nung. Với giọng đọc của anh chàng kỵ sĩ, chúng ta có thể đọc với giọng kênh kiệu. Giọng đọc của ông Hòn Rắm chúng ta sẽ đọc với giọng vui và ôn tồn. Còn giọng của chú Bé Đất thì chúng ta sẽ đọc từ giọng ngạc nhiên sang mạnh dạn, táo bạo và đáng yêu. Tiếp theo là phần giải nghĩa từ. Mời các bạn đọc phần chú thích có trên bảng. Đây là hình ảnh của kỵ sĩ, hình ảnh của trái bếp. Bây giờ mời các bạn cùng nhau luyện đọc từng đoạn của bài nhé. Để hiểu rõ hơn về nội dung cũng như ý nghĩa của bài đọc, chúng ta cùng nhau tiến đến phần tìm hiểu bài. Câu hỏi số 1. Cu chắc có những món đồ chơi gì và chúng khác nhau như thế nào? Mời các bạn suy nghĩ và trả lời. À, cu chắc có những món đồ chơi là chàng kỵ sĩ, nàng công chúa và chú bé bằng đất. Chàng kỵ sĩ và nàng công chúa thì được nặng bằng bột, có màu sắc rất là sặc sỡ, nhìn rất là đẹp. Chú bé bằng đất thì được nặng bằng đất sét, trông rất là mộc mạc và đơn sơ. Câu hỏi số 2. Chú bé đất đi đâu và gặp chuyện gì? Mời các bạn suy nghĩ trả lời. À, chú bé nhớ quê. Cậu chạy ra cánh đồng thì gặp trời đổ mưa. Do đó chú bé đã bị ngấm nước và rét run. Câu hỏi số 3. Vì sao chú bé đất quyết định trở thành chú đất nung? À, đó là vì chú muốn được xông pha và làm được nhiều việc có ích. Câu hỏi số 4. Chi tiết nung trong lửa tượng trưng cho điều gì? Chi tiết nung trong lửa ý muốn nói con người cần phải rèn luyện trong thử thách, phải biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống thì mới có thể trưởng thành, dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Sau cùng chúng ta cùng nhau tiến đến phần luyện đọc diễn cảm. Mời các bạn luyện đọc diễn cảm đoạn văn trên bảng. Các bạn lưu ý ngắt nghỉ cho đúng và chúng ta nhấn vào những từ nhát thế, dám xông pha, nung thì nung nhé. Mời các bạn luyện đọc diễn cảm. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn ở nhà nhớ luyện đọc lại bài đọc, tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài tập đọc ở tiết sau nhé. Thầy chúc các bạn học tốt. Xin chào tạm biệt các bạn.